Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Con cá sấu độc ác. Ngày xưa, trong một hồ rừng tươi tốt, có một con cá sấu độc ác tên là Cáo. Cáo là một con cá to lớn, thân thể của nó có màu đen huyền bí và đôi mắt đỏ rực như lửa. Cáo sống một mình trong một hang động sâu dưới đáy hồ. Nó không quan tâm đến những sinh vật khác và chỉ quan tâm đến việc săn mồi và thống trị lãnh thổ của mình. Cáo không chỉ độc ác mà còn tàn nhẫn. Nó tấn công và ăn thịt các loài cá nhỏ hơn nó mà không có một chút lòng thương xót nào. Cáo luôn đứng trên đỉnh của sự xâm lược và hủy diệt. Cáo không chỉ hủy hoại môi trường sống của các loài cá khác, mà còn gây sợ hãi và áp bức lên những con cá yếu đuối. Nó sử dụng sự lợi dụng và quyền lực của mình để kiểm soát hồ và làm cho các sinh vật khác phải sống trong sự sợ hãi và bất an. Tuy nhiên, một ngày nọ, một con cá tên là Ánh Sáng xuất hiện trong hồ. Ánh Sáng là một con cá nhỏ bé, nhưng nó có một tấm lòng tốt và quyết tâm để đối phó với sự ác độc của Cáo. Ánh Sáng không sợ Cáo và không chịu bị khuất phục. Nó quyết định đứng lên và yêu cầu công bằng cho tất cả các sinh vật trong hồ. Ánh Sáng không chỉ tự bảo vệ mình mà còn giúp đỡ những con cá yếu đuối và bị áp bức. Dần dần, Ánh Sáng thu thập được sự ủng hộ của nhiều con cá khác. Những con cá yếu đuối và bị áp bức cũng đứng lên chống lại sự áp bức và xâm lược của Cáo. Họ hợp sức lại và tạo thành một lực lượng đoàn kết. Cuối cùng, khi Cáo thấy rằng sức mạnh và tình thương của cộng đồng không thể kháng cự, nó bị đánh bại. Cáo bị đuổi ra khỏi hồ và không còn có quyền kiểm soát và áp bức lên những sinh vật khác nữa. Từ đó, hồ trở nên hòa bình và tất cả các loài cá sống trong sự cân bằng và tình thương. Ánh Sáng trở thành lãnh đạo của cộng đồng và hướng dẫn mọi người sống hòa thuận và tôn trọng lẫn nhau. Câu chuyện về con cá sấu độc ác nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của lòng tốt và đấu tranh cho công bằng. Nó cũng nhấn mạnh rằng sức mạnh đoàn kết và tình yêu thương có thể đánh bại sự ác độc và tạo ra một môi trường hòa bình cho tất cả mọi người. Câu chuyện đến đây là hết. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.